Chào đón quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa cùng với đài truyền IBC TV tại hai miền Nam Bắc, từ bang California qua các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc, mở rộng thêm trên băng tần 27.7 tại Houston, Texas, phủ sóng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada qua hệ thống Galaxy 19, cập nhật 24/24 qua trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Xin cảm ơn quý vị cùng subscribe vào YouTube và Facebook của IBC TV Official. Cùng với ban tin tức, xin cùng viên Tuyết Nha và Minh Đăng mở đầu xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. CEO toàn cầu bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được các mục tiêu bền vững thông qua số hóa và AI. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối chính phủ của ông Netanyahu tại Jerusalem. Nhà sản xuất thiết bị điện của Pháp khai thác hoạt động kinh doanh xanh toàn cầu. Phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự lạc quan trong cuộc bỏ phiếu ở địa phương tại Istanbul và tuyên bố chiến thắng tại Ankara. Nỗ lực dọn dẹp được tiến hành vài ngày sau vụ sập cầu Baltimore. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, CEO toàn cầu bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được các mục tiêu bền vững thông qua số hóa và AI. Các nhà CEO toàn cầu đã hình dung ra một tương lai bền vững với việc tiêu thụ năng lượng hiệu quả, sử dụng chủ yếu năng lượng tái tạo và các kịch bản tạo dữ liệu, được hỗ trợ bởi các công nghệ mới bao gồm trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn. Phát biểu bên lề Diễn đàn Phát triển Trung Quốc CDF năm nay vừa kết thúc tại Bắc Kinh, Jean Pascal Tracor, Chủ tịch Schneider Electric, một công ty của nước Pháp chuyên về quản lý năng lượng và tự động hóa, đã xoa dịu những lo ngại rằng AI nhất thiết phải tăng mức sử dụng năng lượng, nhấn mạnh sự tương thích của AI và việc sử dụng năng lượng. Ông nhấn mạnh rằng số hóa và AI có tiềm năng tiết kiệm năng lượng đáng kể trong các lĩnh vực, bao gồm các tòa nhà và ngành công nghiệp, trong khi chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong việc sử dụng năng lượng toàn cầu. Cách tốt nhất để hiệu quả hơn và cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng là sử dụng số hóa trên AI. Và ngày nay, mức tiêu thụ năng lượng của AI là rất nhỏ, nó chỉ bằng 2% mức tiêu thụ năng lượng của thế giới. Tất cả chỉ bằng 2%. Trong khi chúng ta có thể cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà từ 10 cho đến 30%, chúng ta có thể cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng của một nhà máy từ 10 cho đến 50%. Vì vậy, ở một bên chúng ta sẽ tiêu thụ 2%, mặt khác thì các tòa nhà là 40% tiêu thụ năng lượng, ngành công nghiệp là 40% mức tiêu thụ năng lượng. Chúng ta có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng đó rất nhiều, có thể là thêm 20%, 20% tổng mức tiêu thụ năng lượng. Đó là lời của ông Tricor. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối chính phủ của ông Netanyahu tại Jerusalem. Hàng chục ngàn người biểu tình tại Jerusalem để phản đối chính phủ của ông Benjamin Netanyahu chống lại việc đi quân sự cho những người đàn ông Do Thái chính thống cực đoan được miễn, trong những cảnh tượng gợi nhớ tới những cuộc biểu tình rầm rộ trên các con đường phố. Nhiều nhóm biểu tình, trong đó có một số nhóm được dẫn đầu cuộc biểu tình làm rung chuyển Israel vào năm ngoái, đã tổ chức thêm một cuộc biểu tình bên ngoài Quốc hội Knesset kêu gọi cuộc bầu cử mới thay thế chính phủ hiện nay. Đài truyền hình cho biết rằng dường như đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ khi chiến tranh bắt đầu. Các trang tin đồng loạt đã nói cuộc biểu tình thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Nội các của Netanyahu đã phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi về thất bại trong an ninh của cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel, khiến cho 1.200 người thiệt mạng, hơn 250 người bị bắt cóc làm con tin. Norris Robinson, 74 tuổi, đã chia sẻ trong cuộc biểu tình, chính phủ này đã hoàn toàn thất bại, họ sẽ dẫn chúng ta vào vực thẳm mà thôi. Nhà sản xuất điện của nước Pháp khai thác hoạt động kinh doanh xanh toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn, chủ tịch công ty Jean Pascal Tracor cho biết, Schneider Electric đang khai thác các cơ hội đầu tư ngày càng gia tăng do quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng. Ông đưa ra nhận xét này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình trung ương CCTV bên lề Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2024 được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 24 và ngày 25 của tháng 3. Ông cho biết công ty đã thực hiện những bước đi vững chắc hướng tới quá trình chuyển đổi xanh và đã công bố các giải pháp để chuyển đổi tính bền vững động cơ tăng áp. Các công nghệ của chúng tôi phục vụ sự bền vững,
điện khí hóa để khử carbon, kỹ thuật số để tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm carbon mà khách hàng của chúng tôi. 75% những gì mà Scatter làm hôm nay với khách hàng là về các giải pháp bền vững với nhân viên của chúng tôi và với cả chúng tôi. Chúng tôi đã cam kết thực hiện trung hòa carbon vào năm 2030, nằm trong phạm vi của chúng tôi, và trung hòa carbon vào năm 2040, bao gồm cả các nhà cung cấp của chúng tôi. Các giải pháp của chúng tôi đã cho phép khách hàng tiết kiệm 1 triệu tấn carbon mỗi năm, ông đã nói như vậy. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Schneider Electric trong việc thực hiện cam kết xây dựng chuỗi giá trị trung hòa carbon vào năm 2040. Phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự lạc quan trong cuộc bỏ phiếu địa phương tại Istanbul và tuyên bố chiến thắng ở Ankara. Ekrem İmamoğlu, thị trưởng đương nhiệm Istanbul và cũng là ứng cử viên của phe đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông rất vui mừng với kết quả ban đầu trong cuộc bầu cử thị trưởng ở thành phố lớn nhất đất nước, với gần 40% số phiếu được kiểm đếm. Riêng thị trưởng Ankara đương nhiệm là Mansur Yavaş, người đang tái tranh cử, cũng đã tuyên bố chiến thắng theo kết quả ban đầu, cho thấy ông dẫn trước đối thủ của mình từ đảng AK cầm quyền gần 20%. Đài truyền hình địa phương Sarskill TV đã cho thấy İmamoğlu có 49.1% với 3.7% thùng phiếu được đếm. Murat Kurum là ứng cử viên đảng AK của Tổng thống Erdogan, đảng cầm quyền trên toàn quốc có 42.8%. Kết quả ngày hôm qua có thể củng cố được sự kiểm soát của Erdogan đối với Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, hoặc báo hiệu sự thay đổi trong bối cảnh chính trị chia rẽ của nền kinh tế mới nổi. Còn chiến thắng của ông İmamoğlu sẽ làm tăng thêm kỳ vọng về việc ông ta có thể trở thành nhà lãnh đạo quốc gia trong tương lai. Nỗ lực dọn dẹp được tiến hành vài ngày sau vụ sập cầu Baltimore tên từ Hoa Kỳ. Với những nỗ lực đang được tiến hành để dọn sạch hàng ngàn tấn mảnh vụn thép từ cây cầu bị sập ở cảng Baltimore, thống đốc của bang Maryland là Westmore vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3 đã kêu gọi đảng Cộng hòa hợp tác với đảng Dân chủ để phê duyệt nguồn tài trợ liên bang cần thiết cho việc xây dựng lại cây cầu và để có được nền kinh tế cảng đã đứng vững trở lại. Theo đó, cây cầu Francis Scott Key của Baltimore đã sập vào sáng sớm ngày thứ Ba 26 tháng 3, khiến cho 6 công nhân làm đường thiệt mạng khi một tàu container có kích thước gần bằng tháp Eiffel bị mất điện và đâm vào một cột tháp đỡ. Phần lớn của nhịp đập vào sông Papasco chặn luôn vận chuyển của cảng Baltimore. Chính quyền ông Biden đã cấp $60 triệu viện trợ khẩn cấp ban đầu vào ngày thứ Năm 28 tháng 3 để hỗ trợ dọn dẹp các mảnh vỡ trên cầu và mở lại cảng. Đây là cảng lớn nhất ở Hoa Kỳ về nhập cảng và xuất cảng phương tiện, cuộn lăng, thiết bị nông nghiệp và xây dựng. Cảng đã đóng cửa kể từ ngày thứ Ba đã khiến cho khoảng 15.000 người phụ thuộc vào hoạt động hàng ngày của cảng rơi vào tình trạng bấp bênh. Theo các quan chức liên bang đã nói với các nhà lập pháp Maryland rằng, chi phí cuối cùng để xây dựng lại cây cầu có thể lên tới ít nhất là $2 tỷ. Rocco đưa tin trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận như trên. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới Thủ tướng Modi của Ấn Độ cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng đã làm rung chuyển phe đối lập ra sao. NATO kỷ niệm 75 năm trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ có thể định hình vai trò của nước này trong liên minh. Và việc tăng cường đường bay thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để đáp ứng được nhu cầu của du khách cũng như những quan sát viên bầu cử của Hội đồng châu Âu đã theo dõi cuộc bỏ phiếu của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara. Xin mời quý khán giả đón xem.